Theo kết quả sơ bộ từ khảo sát mức sống dân cư trong quý 1 năm 2023 vừa được Cục thống kê thành phố Đà Nẵng thực hiện cho thấy đời sống người dân đã được cải thiện so với năm 2020, 2021 nhưng chưa cao hơn mức sống của năm 2019 thời điểm trước dịch và năm 2022 thời điểm sau Covid-19. Đặc biệt, nguồn thu nhập không tăng nhưng mức chi tiêu cho đời sống lại tăng, buộc đa phần người dân phải chi tiêu tiết kiệm. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Chị Nguyễn Thị Hiền ở tổ 6 xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang cho biết, từ khi Covid-19 bùng phát, lại sinh thêm đứa con thứ hai. Chị nghĩ việc ở nhà chăm con và nhận gia công hàng may tại nhà, thu nhập không ổn định. Cả nhà bốn người, hai vợ chồng và hai con nhỏ sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập chính là 8 triệu đồng một tháng, từ nguồn lương công nhân của chồng. Để đủ chi phí trang trải cuộc sống hàng ngày, không còn cách nào khác là phải tiết kiệm, chắc chiêu từng đồng lương có lúc khó khăn rồi cũng có lúc thì uh, cũng đủ về uh, để làm con nhấn thì nhiều hồi giống như là uh, con đau hay là mình có một cái sự cổ gì đó thì mình cũng hơi thiếu, thiếu thì mình nhờ ông, nhờ ba. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2 tháng đầu năm tăng gần 9,4% so với bình quân cùng kỳ năm 2022 nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu, giá ga tăng theo giá nhiên liệu thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến giá dịch vụ giao thông công cộng và tác động lan tỏa đến các nhóm hàng hóa khác. Bên cạnh đó, giá nhà ở cho thuê tăng là những yếu tố chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có xu hướng tăng. Trong khi nguồn thu nhập của đại đa số người dân vẫn ổn định, thậm chí nhiều người giảm do mất việc hoặc giảm giờ làm. À, so với uh, thời điểm uh, trước dịch bệnh. Và đối với quý một này thì theo đánh giá của những người dân thì tình hình đời sống của người dân thì cũng tương đối ổn định. Mức chi tiêu mỗi một ngày còn keo so với cái cuộc sống hiện tại. Khảo sát mức sống dân cư là cuộc điều tra chọn mẫu thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia được cơ quan thống kê thực hiện mỗi quý một lần nhằm thu thập thông tin tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư. Với bộ câu hỏi lên đến hàng trăm câu, nội dung sát với đời sống thường nhật của người dân, do đó số liệu công bố sẽ đánh giá đúng và sát với thực tế cuộc sống. Dạ thì cái nội dung nó sẽ hỏi về số lượng hộ dân cái nhân khẩu ở thực tế trong hộ là có bao nhiêu hộ? rồi là về cái công việc rồi về thu nhập, rồi về cái đời sống về chi tiêu, rồi nói về những cái sinh hoạt hàng ngày của hộ. Ví dụ có thể nói đấy là tiền điện nè, mình sử dụng nguồn điện từ đâu, rồi nước, nguồn nước, rồi chất lượng nguồn nước. Cái nội dung câu hỏi nó cũng vẫn xoay vòng về đời sống nên là cái người trả lời cũng 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 dễ để mình lấy thông tin. Số liệu điều tra của cơ quan thống kê cho thấy thu nhập của người lao động tại Đà Nẵng năm 2019 đạt 7,4 triệu đồng một người một tháng. Năm 2021 do dịch bệnh nên sụt giảm về mức 4 triệu đồng, nhưng đến năm 2022, dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế phục hồi nhanh và tăng trưởng rất cao, nhưng thu nhập bình quân của người lao động chỉ dừng lại 7,3 triệu đồng một người, chưa bằng mức bình quân của năm 2019. Để tăng thu nhập cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống người dân, theo cơ quan thống kê, các địa phương cần phải tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động theo tinh thần nghị quyết 11 năm 2022 của chính phủ, chỉ khi kinh tế phục hồi và phát triển thì mới tăng được thu nhập, cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động.